Thế anh em, hôm nay mình sẽ làm clip so sánh Vision và Iron Man. Tại vì hôm qua cũng có một bạn comment bảo là muốn xem và... Cái gì nhỉ? Cái gì ấy nhỉ? Ở đoạn hai thằng đấy đáng nâng ở cái guy request lên á. Cho nên mình sẽ review qua hai thằng đấy xem nó như nào. Ok, thì mình đang lượn là qua cái event thứ này của bọn này. Thì mình nhìn thấy cái package này, cái gói đồ mua này. Tự nhiên có một gói X-Men upgrade pack pack là sao? Tại sao tự nhiên lại có X-Men gì ở đây? Khá là lạ, tại vì update này hiện tại là đang có Falcon and the Winter Soldier thì không liên quan gì đến X-Men rồi. Không biết là liệu nó có nói gì đến vấn đề tương lai không thì không biết. Nhưng mà quan trọng hơn ý là cái này, đợi mình một giây mình tìm á. Thì đây chính là cái event mình muốn nói tới. Nó cũng là cái event mà tháng nào cũng có thôi, nhưng cái này thì nó khác một chút. Tại vì thứ nhất là nó sẽ có một cái uniform sale kiểu mini nữa, nó hơi một cái nhỏ tương tự như cái hiện tại ấy. Thì nó cũng chỉ sale 4 5 cái uniform này thôi. Và nó sale những cái uniform mà option cho cái đội đấy, thì nó như kiểu là tháng này coi như anh em là có 3 lần uniform sale liền, khá là ok. Sau đó thì mình sẽ có cái event token này, thì đó nói chung là ý xí tháng trước thôi. Tháng này thì nó lại có tier 2 2 sao rank up ticket rồi, anh em có thể nhặt cái đấy. Và quan trọng hơn, mình có 6 sao mega rank up ticket này, anh em nào tiết kiệm được crystal thì có thể tiêu 10.000 crystal lấy cái đấy. Quan trọng hơn nữa là mình có comic card unequip này, anh em nào có card muốn tháo ra thì có thể tháo bằng tác dụng cái ngày này đấy. Còn quan trọng hơn nữa là mình có cái này, mình có cái coupon code này là Movie Black Widow. Thì anh em vào phần thông tin xong rồi hướng dẫn này này, vào game này, setting info này, coupon này, xong anh enter cái này vào là xong. Hoặc là anh em vào cái trang webpage của nó ấy, xong rồi copy cái ID này vào là ok, không có gì nhiều đâu. Rồi, đã là như thế, bây giờ mình sẽ chạy qua Iron Man và Vision. Thì Iron Man ấy, mình đã có clip riêng về rồi nó rồi đúng không? Hai thằng này thì khá là ná nhau, tại vì hai thằng này thực ra đều là Blast, mặc dù là Vision mới đổi thành Universal, nhưng thực sự hai thằng này vẫn là Blast. Và một thằng bố, thằng con, hai thằng cùng màu trắng. Rồi đó, thằng này uniform à kia, thằng này chỉ có 140, thằng này 200, để mình đổi lại cho Vision một cái tốt hơn một chút nha. Do mình không có xoay được cái nào ngon cho nên mình đành phải dùng tạm cái Crit Damage, My Damage và 180 proc này. Đáng ra mình dùng cho con nào có My Damage thì tốt hơn, nhưng mà hiện tại là mình không có cho nên đành dùng tạm. sorry mình hơi ho hơi nhiều. Thằng này sao Stage 6 này, Stage 6 này. Thằng này Stage 7 này. Cũng như tương tự nhau thôi. Rank 4 này. Thực ra không quan trọng lắm, nhưng thằng này cũng rank 4 này. Skill này, Gear này thì có 5 sao Uru. Thằng kia thì có cũng 5 sao, tức là thằng y xì nhau luôn đúng không? Thằng này đang có 41.000 energy attack và đấy chẳng có gì. Thằng bên này thì có 46.000, tức là Vision hiện tại mặc dù cái gear nó thấp hơn một chút nhưng mà attack của nó ấy nó nhỉnh hơn. Thì mình sẽ mang hai thằng này vào trong đánh Nu và Mephisto luôn. Đương nhiên là mình sẽ không test hai con boss này, tại vì ai chơi game thì sẽ hướng dẫn đến Nu và Mephisto, và tier 2 lên cũng chỉ đánh hai thằng này là chính đúng không? Thì mình sẽ test thử cửa số 9 đi. Đó. Và mình sẽ tìm một team như thế này. Chết lộ mặt mình rồi. Bây giờ mình sẽ dùng team như này, quên mất không nói. Iron Man này. Thằng này lít chắc là ổn, 40 xong rồi thêm cả cái leadership. Sau đó mình tìm Vi support là Mystic. Đây là team Max Max Bailey luôn. Chúng ta sẽ xem là từ 60 đến cột 30 là mất bao nhiêu thời gian. Sau đó từ đến lúc đó đến lúc xong trận là bao nhiêu thời gian. Hai thằng này mình sẽ dùng một team, hai team y xì nhau. Ok. Thỉnh thoảng trong clip mình hay gặp tiếng mấy tiếng kiểu dị dị á. Cái loa của mình nó bắt tiếng nhẹ nhạy quá cho nên là không tránh được. Đâu rồi, Iron Man. Iron Man mình cảm giác là nó vóc hơi khó hơn Vision một tí tiếp theo theo. Thực ra cũng tùy từng lúc nữa. Ok, bắn đi. Khi nào mà thường ấy ai mà lèo ấy thì ui, khỏe vãi, không thể tin được.
Ai mà liều ấy thì quả vừa rồi, tức là sau rotation thứ hai ấy, mình có thể ấn 3, 5, 4, 6 luôn. Nhưng mà thường mình thấy là ấn như vậy nó sẽ bị mất cái box ở chiêu số tier 3, cho nên mình không có ai dùng cái đấy. Đủ, khỏe phết nhỉ. Đương nhiên lưu ý là đến deck mình là có rất là nhiều pierce và có energy attack các kiểu nha, cho nên là nhưng mà anh em mang về dùng ấy thì hoàn toàn có thể chơi được những cái gỡ nu thấp hơn như là 1, 2, 3, 4, 5 các thứ, đúng không? Khi mà nhất là khi mà có support với cả gì nhỉ, leadership Hà Nội. Rồi, ngon lành. Trời ơi, phát này mình có thể giữ cái tier 3 nhưng mà thôi mình dùng luôn. Tại vì nếu mà không giữ là chưa chắc đã xuống được. 3 phút 50, đoạn mình để mình ghi lại. Amen, 3 phút 50 xuống cột thứ 30 đúng không? Tiếp tục, mình sẽ pause một chút và mình chơi đến khoảng cuối, xong mình sẽ tu cho anh em xem. Đù mà Iron xuống đến cột phía dưới này đánh như điên luôn, ghê vãi trưởng. Ok, xong 12 cột máu rồi. Hôm qua mình đánh dùng Iron ở cửa 15 ấy, thì thực ra là hơi quá sức, cửa 14 thì phải. Thì thực ra là hơi quá sức với em nó, tại vì mình không có lead and hoi này, không có support and hoi, cho nên là trông nó hơi yếu một chút. Nhưng trường hợp mà mình dùng đánh ở những cửa thấp hơn như này ý, thì Iron Man rất là tởm luôn. Mình sẽ giữ chiêu tier 3 ở cái phát cuối. Còn rồi là bóc hơi chậm một chút. Không phải bóc chậm mà là nó skill nó chậm chậm á, nó hơi lệch một chút. Chứ còn nếu mà đúng, ăn đúng á, đấy lại chợt rồi. Là rất tởm luôn. Ok, xê xa. Không biết là mình có thể đổi cái âm thanh thu ấy từ điện thoại sang tai nghe được không nhỉ? Tại vì mình thấy là cảm giác là cái âm thanh hiện tại nó đang thu là từ điện thoại chứ không phải là từ tai nghe của mình. Mình đang dùng tai nghe Bluetooth của Sony, nhưng mà cảm giác là âm thanh ấy nó đi từ điện thoại vào. Đù, một phút còn lại. Tại vì khi mà mình chạm ở điện thoại như này này là nó sẽ ghi âm cái tiếng mình chạm lại, chứ khi mình chạm vào tai nghe như này thì nó lại không có tiếng, khá là dị. Anh em nào biết thì có thể comment trên phía dưới cho mình biết. Mình cũng không dành mấy cái đồ phần cứng, phần mềm này lắm, công nghệ này lắm. Đây, tôi qua Vision này. Vision thì rotation là 3, 4, 5 thì phải, lâu rồi không chơi. Cũng ra gì phết. Thằng này thì cũng tương tự như thằng Iron Man, đó là phải đến rotation thứ 3 mới có thể dùng được tier 3, cho nên là cũng ok. Thằng này điểm kém của nó là nó đi chậm như con rùa ấy, nhưng mà pop cũng được. Đù, cái này có khi hơn Iron Man đấy nhỉ. À, quên mất nữa là mai mình đi xem Black Widow, cho nên là tối mai sẽ không có clip. Sáng mình đi làm, tối mình đi xem, cho nên là không thời gian quay. Thường thường buổi tối này mình quay xong một clip á, mình cũng lười, mình không quay nữa đâu. Cho nên mình không có kiểu là quay một lúc 2-3 clip xong rồi đăng dần dần lên. Trường hợp nữa là thỉnh thoảng là ví dụ ngày hôm sau có nội dung gì mới hay là thông tin gì mới ấy, thì lại phải quay lại, thứ nó mất thời gian. Xem nào, xuống đây. 3 phút 5, 5. Mình dùng trận đầu tiên luôn. Tại vì đợi chút, mỗi một trận ấy nó có thể du di một chút, dịch tụ chục giây hay là gì, do mình bóc sai bóc trúng rồi chạy này chạy nọ, đúng không? Nhưng mà mình sẽ cố gắng để chế độ để nguyên so sánh như này luôn. Tại vì người chơi bình thường ấy, ai chơi cũng sẽ gặp những trường hợp như này. Và mình không thể nào mà hy vọng lần nào mình đánh nó cũng một bản hoàn hảo được. Cho nên khi mình so, mình sẽ so cái bản mà gốc luôn, thần luôn, cho nó chuẩn. 3 phút 45. Vậy là lúc nãy Iron Man đánh xong cái cửa 9 này thừa 3 phút 50 và Vision là thừa 3 phút 45. Vậy là chênh nhau có 5 giây thôi và nó cũng không có gì quá là nhiều cả. Bây giờ mình sẽ pause một phút chút và quay lại khi mà xuống khoảng 12 cột máu. Thôi mình đánh đoạn này luôn. Tại vì mình muốn nói một cái là
không hiểu mấy ông trên mạng ấy, như mấy ông YouTuber khác ấy, ông ấy làm kiểu gì nhưng mà toàn kêu là bóc khó thứ. Chắc mình vừa nói xong vừa nói xong tại không để ý, thôi kệ đi. Tức là mấy ông YouTuber trên mạng như kể cả Cynic Alex hay là Godzilla này đó đều bảo là bóc vision khó ấy, nhưng mình thấy là bóc rất là bình thường luôn, không có vấn đề gì cả, thì không biết đây là do họ hay do mình nữa. Vì mình thấy bóc rất là đều, để cho anh em xem lại. Tại vì bữa xong như lần nửa đầu anh em xem đấy, mình bóc khá là đều đúng không? Đâu có thấy đâu có chợt phát nào đâu. Mình đúng là nguyền cứ mở mồm ra nói gì là đấy, nhìn bóc chuẩn này, chuẩn vẽ trưởng luôn, thấy không? Bóc chuẩn vẽ đá nha. Đấy, 2 phút 14. Nãy thằng này khả năng cao là ăn với ăn Iron Man rồi, Iron Man vẫn thừa còn 1 phút mà mình thằng này còn 2 phút, à 1 phút để đánh nút 10 cột máu này. Chúng ta sẽ xem là bố con cắn nhau thì ai thắng. Bây giờ mình thì mình thấy thấy là nó dễ bóc hơn Iron Man, tại vì Iron Man khi mà nó đánh ý, nó khá là khó mà cancel cái skill. Nãy mình khi mình chơi mình cũng quên mình không đi gần, và khi dùng số 5 thì có thể là mình xịt bóc mấy lần là do cái là do mình. Thì anh em nếu mà muốn dùng ấy thì cả hai thằng này đều có thể dùng CTP of Energy được, không có quá là khó bóc. Đương nhiên là cũng cần một chút skill, ví dụ như là mình có thể nói là mình bóc khá là tốt, nhưng mà ví dụ anh em nào mà tệ quá như kiểu Cynic Alex hay là Godzilla này đó chẳng hạn, không phải nó tệ nó tệ nhưng đại loại là họ không bóc được nổi ấy, thì có thể lưu ý, có thể cân nhắc việc dùng CTP of Rage. Tại vì CTP of Rage sau này kiểu gì cũng có lên, ui chậm hơn Iron Man rồi, kiểu gì cũng có Reforge lên á. Vậy thì mình dùng cái nào cũng được, chả quan trọng. Không thì cứ dùng như mình dùng Obelisk này cũng được, đánh cửa. Ê, đứng xa thế, đánh cửa. What the cái này hoàn toàn 100% là do lỗi của mình, tại vì không hiểu sao thằng đấy nó không chịu đi ở trong. Ok, đánh cửa một hai thứ ấy thì sẽ dùng Obelisk là đánh được rồi, chẳng cần quan trọng gì đâu. Ok, thực ra cái này là do mình, và nếu mà quả vừa rồi mà mình không bị ấn nhầm và mình không mà nói chuyện ấy là nó cũng sẽ trong xong trong khoảng 1 phút hoặc là 55 57 giây gì đấy. Thì vậy là ấy, Iron Man xong xong 30 cột máu đầu trong trong vòng 1 phút 10 giây. Thằng này trong Vision xong trong vòng 1 phút 15 giây. Iron Man xong cả trận trong vòng 4 phút và thằng này cũng xong cả trận trong vòng khoảng 4 phút, 4 phút 05, 4 phút 07 gì đấy, đúng không? Thì mình có thể nói là hai thằng này rất là ngang hàng nhau và anh em nâng thằng nào cũng được, không phải lo hết. Hình như là Vision anh em lấy được từ có được từ Tier 2 request đúng không? Còn thằng này anh em lấy từ à không, không quan trọng đâu. Ừ bỏ đi, mình tưởng là thằng nên lấy Vision tại vì Vision được Tier 2 luôn, nhưng mà thôi, không phải, cái đấy nhầm đấy. Ok, thì đấy anh đã so sánh qua hai thằng này với nhau, anh em thấy thế nào? Thực sự là na ná nhau cả và nâng hai cũng được. À được, quên mất một cái nữa ấy, là Vision có cái lead riêng của nó, cái lead leadership tăng 20% overtake, thì có thể nó sẽ giúp cho anh em một chút khi mà anh em muốn dùng à quên mất, mình định đánh cầm phép Festo nhỉ, nhưng thôi lỡ thì thôi không đánh nữa. Anh em có thể dùng một team như này chẳng hạn, đúng rồi như này chẳng hạn, thì mình có cả một con lead và được double support luôn, thì cái đấy là tùy vào hứng mọi người. Thì khi này ấy, Vision nó sẽ tốt hơn Iron Man một tí kẹo thôi, nó cũng không có quá căng đâu. À Iron Man khi mà đánh ở Mephisto ấy, thì có thể Iron Man sẽ cao hơn. Anh em nào mà muốn xem đánh Mephisto, so sánh ở Mephisto ấy, thì có thể comment cho mình biết. Còn nếu mà cảm giác không cần ấy, thì thấy trận này nó đủ so sánh rồi ấy, thì thôi. Còn mình nghĩ nếu mà đánh Mephisto ấy, có thể Iron Man sẽ hơn. Ok, thank you nghĩa đã xem. Có gì comment con xem ở dưới. Thank you, bye bye.